Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 8 tháng 7 năm 2024 với những chuyên mục: Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh nhân. Bây giờ, mời quý vị nghe Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, trong suốt tháng 7 này, Đức Thánh Cha đang bắt đầu những ngày nghỉ hè. Trong những ngày qua, Ngài đã có chuyến viếng thăm mục vụ tại Trieste. Sau khi tham dự hội nghị tuần lễ xã hội công giáo lần thứ 50, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường Thống Nhất Ý để cử hành thánh lễ với khoảng 8.500 tín hữu. Cuối thánh lễ, Ngài đã cử hành kinh truyền tin với các giáo hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy sống niềm tin chân thực, năng động, được biểu lộ qua những dấn thân bác ái hàng ngày. Ngài nói, chúng ta cần có một đức tin ăn rễ trong Thiên Chúa làm người, và vì thế, một đức tin nhân bản, một đức tin bằng xương bằng thịt đi vào trong lịch sử, yêu thương cuộc sống của dân chúng, chữa lành những con tim tan vỡ, trở thành men hy vọng và mầm mống một thế giới mới. Đó là một đức tin thức tỉnh lương tâm khỏi tình trạng ngái ngủ, dí ngón tay vào những vết thương của xã hội, khơi lên những câu hỏi về tương lai con người và lịch sử. Đó là một đức tin gây thao thức, giúp chúng ta vượt thắng sự tầm thường và sự lười biếng của tâm hồn, trở thành một cái gai trong thân thể của một xã hội thường bị gây mê và choáng váng vì chủ nghĩa tiêu thụ. Đặc biệt, đó là một đức tin loại bỏ mọi tính toán ích kỷ của con người, tố giác sự ác, chống những bất công, làm đảo lộn những mưu đồ của người dưới bóng của quyền lực, đùa giỡn trên thân phận của những người yếu thế. Đức Thánh Cha nhắc đến một thi sĩ ở thành phố này, mỗi khi trở về nhà vào ban tối, thường đi qua một con đường có phần tối tăm, nơi có sự sa đọa. Tại đó, con người và hàng hóa ở cảng là những đồ phế thải của nhân loại. Nhưng thi sĩ ấy viết, chính tại đây, khi bước qua, tôi tìm lại được điều vô biên của khiêm hạ. Vì người gái điếm và thủy thủ, người phụ nữ đang cãi vã và tràng lính, tất cả đều là những thụ tạo của cuộc sống và đau khổ. Chúa hành động trong đó cũng như trong tôi. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta đừng quên điều này. Thiên Chúa ẩn náu trong những góc tối tăm của cuộc sống và trong các thành thị của chúng ta. Sự hiện diện của Chúa được tỏ lộ chính nơi những khuôn mặt của những vết hằn lên vì đau khổ và nơi mà dường như sự suy thoái hiển thắng. Sự vô biên của Thiên Chúa ẩn nấp trong lầm than của con người. Chúa tác động và tỏ lộ sự hiện diện thân hữu chính trong thân thể bị thương tổn của những người rốt cùng, những người bị lãng quên và gạt ra ngoài lề. Và chúng ta, đôi khi chúng ta lấy làm gương mù vô ích vì bao nhiêu những chuyện lặt vặt, nhưng tốt hơn chúng ta hãy tự hỏi, tại sao đứng trước sự ác lan tràn, trước cuộc sống bị hạ nhục, những vấn đề của công việc, đau khổ của những người di cư, chúng ta không cảm thấy bức xúc? Tại sao chúng ta lãnh đạm và dửng dưng trước những bất công của thế giới? Tại sao chúng ta không quan tâm đến tình trạng các tù nhân, cả từ thành phố Trieste này cũng đang gióng lên một tiếng kêu lo âu? Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, cả chúng ta cũng được kêu gọi trở thành những ngôn sứ và chứng nhân về nước trời trong mọi hoàn cảnh chúng ta sinh sống, trong mỗi nơi chúng ta cư ngụ. Từ thành phố Trieste này hướng ra Âu Châu, ngã tư của các dân tộc và văn hóa, miền đất biên giới, chúng ta nuôi dưỡng ước mơ một nền văn minh mới, được xây dựng trên nền hòa bình và tình huynh đệ. Chúng ta đừng coi Chúa Giê-xu là cớ vấp phạm, nhưng hãy phẫn nộ trước tất cả những tình trạng, trong đó cuộc sống bị hành hạ, bị thương tổn và bị sát hại, với những chọn lựa trước khi bằng những lời nói. Và tôi muốn nói với giáo phận Trieste này, hãy tiến bước, hãy tiếp tục dấn thân tiên phong để loan báo tin mừng hy vọng, đặc biệt đối với những người đến đây từ lộ trình Ban Can và đối với tất cả những người đang cần được khích lệ và an ủi trong thân xác và tinh thần. Chúng ta hãy cùng nhau dấn thân, vì khi tái khám phá, chúng ta được Chúa Cha yêu thương, tất cả chúng ta có thể sống với nhau như anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu và ban phép lành cuối lễ. Kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đến cảng Audace của Trieste và lên trực thăng trở về Vatican. Sau đây là phần tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Thánh Cha kêu gọi chữa lành trái tim bị tổn thương của nền dân chủ. Và lần đầu tiên dòng ngôi lời có bề trên tổng quyền là người châu Mỹ Latin. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động của truyền thông Tổng Giáo phận. Với mục tiêu mỗi cộng tác viên là những cánh tay nối dài của Ủy ban Truyền thông Tổng Giáo phận Hà Nội trong việc truyền giáo, khóa huấn luyện thường niên năm 2024 chính thức được khai mạc, với điểm dừng đầu tiên tại giáo xứ Lam Điền, giáo hạt Thanh Oai trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 7.
hơn 70 học viên bao gồm giáo hạt Thanh Oai và một số học viên bổ sung của giáo hạt Lý Nhân bước vào khóa huấn luyện với tinh thần hào hứng, đầy nhiệt huyết. Ban huấn luyện năm 2024 có cha Phêrô Nguyễn Văn Cao, phó ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội, thầy Giuse Phạm Thanh Tùng cùng một số chuyên viên. Sáng ngày 6 tháng 7, sau lời khai mạc của cha phó ban Phêrô, các học viên được chia thành hai khối cơ bản và kỹ thuật. Khối cơ bản cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng về tin và ảnh. Khối kỹ thuật giới thiệu về tin truyền hình và video ngắn. Ngoài lý thuyết, các học viên còn được áp dụng trực tiếp kiến thức đã tiếp thu để thực hiện các bản tin. Để đánh giá hiệu quả của khóa học, ban huấn luyện tiến hành cho các học viên thực hiện bài thu hoạch trong ngày thứ hai của khóa huấn luyện, ngày 7 tháng 7. Trong thời gian ngắn, các học viên đã có thể hoàn thành tin cơ bản, có thể làm việc nhóm để xuất bản tin truyền hình. Cuối buổi huấn luyện, cha giáo An Phạm Văn Đát, trưởng ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội, ghi nhận nỗ lực của mỗi học viên. Ngoài ra, cha đã phổ biến một số nội dung quy chế của Ủy ban truyền thông. Sau giáo hạt Thái Ngoài, khóa huấn luyện sẽ được tiếp nối tại giáo hạt Phủ Lý trong hai ngày 13 và 14 tháng 7. Liên quan đến hoạt động của Liên tu sĩ Tổng giáo phận. Thứ Bảy, ngày 6 tháng 7 vừa qua, quý trị tu hội đời Nữ Thánh Tâm Chúa Giê-xu của giáo xứ Tân Hội vui mừng tạ ơn kỷ niệm 25 năm Hồng Ân Thánh Hiến tại giáo xứ quê hương. Thánh lễ do cha xứ Giuse Trần Văn Thắng chủ sự. Vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, tại giáo xứ Kẻ Nghệ, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh đã chủ sự thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho quý trị thuộc tu hội đời Nữ Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Trong đó có 4 trị là những người con của giáo xứ Tân Hội. Quý trị trong tu hội là những giáo dân sống đời thánh hiến và theo chân Đức Kitô. Điều đó được thể hiện qua việc quý trị chiêm ngắm trái tim Chúa Giê-xu trong đời sống cầu nguyện và đời sống thế gian để làm chứng cho Chúa trở nên những tông đồ nhiệt thành ra đi rao giảng tin mừng. Cũng vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 7, hơn 100 thành viên của Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội quy tụ về giáo xứ Yên Kiện để gặp gỡ cha đồng hành mới Vicente Phạm Văn Thắng và triển khai các kế hoạch sắp tới. Vào ngày 19 tháng 6 năm 2024, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã bổ nhiệm cha Vicente Phạm Văn Thắng, chính xứ Yên Kiện, làm tuyên úy Hội Doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội. Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo được Đức Tổng giám mục Giuse quy tụ từ năm 2019 và duy trì đến nay, với khoảng hơn 100 hội viên là các chủ doanh nghiệp đang hoạt động trong Tổng giáo phận. Vào lúc 17:30, tại nhà khách của giáo xứ Yên Kiện, ban đại diện doanh nhân cùng các thành viên có lời chào chúc và giới thiệu trước cha tuyên úy Vicente. Sau đó, cha tuyên úy và anh chị em doanh nhân có giờ gặp gỡ để họp bàn và triển khai các công việc sắp tới của hội. Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 18:30 do cha đồng hành Vicente chủ tế, cùng với sự hiện diện của đông đảo bà con giáo xứ Yên Kiện. Đức Thánh Cha kêu gọi chữa lành trái tim bị tổn thương của nền dân chủ. Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 7, ngày cuối cùng của tuần lễ xã hội Công giáo Ý thường niên, Đức Thánh Cha Francisco đã có bài phát biểu bế mạc tuần lễ Công giáo Ý lần thứ 50 tại Trieste và kêu gọi giáo hội giúp giải quyết cuộc khủng hoảng dân chủ thông qua sự tham gia và hoạt động từ thiện chính trị. Sự kiện này được khởi động lại vào năm 1988 dựa trên học thuyết xã hội của giáo hội và mong muốn đưa ra tầm nhìn phúc âm về các hiện tượng xã hội. Phát biểu trước hơn 900 đại biểu từ các giáo phận và hiệp hội trên khắp nước Ý, Đức Thánh Cha đã kêu gọi một tiến trình dân chủ có sự tham gia của cá nhân và cộng đồng. Trong bài phát biểu, Ngài nhắc lại rằng tuần lễ Công giáo xã hội Ý đầu tiên được tổ chức vào năm 1907 và các lần sau đó đã giúp thúc đẩy tiến trình dân chủ của Ý sau Thế chiến thứ hai. Sau đó, Đức Thánh Cha Francisco đưa ra hình ảnh về cuộc khủng hoảng dân chủ như một trái tim bị tổn thương, trong đó nạn tham nhũng và loại trừ xã hội tràn lan và quyền lực trở nên tự đề cao và không có khả năng phục vụ cho cử tri của mình. Đức Thánh Cha nói, bản thân từ dân chủ không chỉ đơn thuần trùng hợp với quyền bỏ phiếu của người dân, mà còn đòi hỏi phải tạo ra các điều kiện để mọi người có thể tự do bày tỏ ý kiến và tham gia. Sự tham gia dân chủ phải được thấm nhuần từ khi còn trẻ để công dân có được ý thức phê phán về những cám dỗ về ý thức hệ và dân túy. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi những người theo đạo Công giáo thúc đẩy cuộc đối thoại hiệu quả giữa tôn giáo và xã hội, đồng thời bảo vệ phẩm giá của con người. Ngài tiếp tục ủng hộ mục tiêu tham gia dân chủ với hình ảnh một trái tim được chữa lành và nhấn mạnh tình huynh đệ làm cho các mối quan hệ xã hội phát triển và tạo ra tinh thần khát vọng tập thể. Người Công giáo phải nhìn xa hơn những giải pháp tạm thời cho những căn bệnh của nền dân chủ và không bao giờ rút lui vào một đức tin bên lề hoặc riêng tư.
Điều này không có nghĩa là đòi hỏi phải được lắng nghe, mà trên hết là phải có lòng can đảm đưa ra những đề xuất thay mặt cho công lý và hòa bình trong cuộc tranh luận công khai. Sự tham gia của Kitô giáo vào chính trị phải mang các khía cạnh của tình yêu chính trị hoặc lòng bác ái chính trị, cho phép chính trị thực hiện trách nhiệm của mình và vượt qua các sự phân cực. Chúng ta hãy học cách cùng nhau bước đi tốt hơn như dân Chúa để trở thành men của sự tham gia giữa những người mà chúng ta thuộc về. Lần đầu tiên dòng ngôi lời có bề trên tổng quyền là người châu Mỹ Latin. Hôm 5 tháng 7 vừa qua, Tổng hội thứ 19 của dòng ngôi lời ở trung tâm Nemi, gần Roma, đã bầu chọn Charibe Iro làm bề trên tổng quyền của dòng với nhiệm kỳ 6 năm. Ngài kế nhiệm cha Paulus Budi Kleden mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận ND tại Indonesia. Một trong các điều hợp viên của Tổng hội cho biết, cha Anselmo Ribeiro từng là bề trên tỉnh dòng ngôi lời Bắc Brazil trước khi được bầu làm Tổng cố vấn của dòng. Cha hoạt động mạnh trong lĩnh vực truyền thông. Dòng ngôi lời do cha Arnold Jensen, thừa sai người Đức, thành lập năm 1875 tại thành phố Steyr của Hà Lan. Và năm 2025, dòng sẽ mừng kỷ niệm 150 năm thành lập. Dòng ngôi lời hiện nay là dòng Nam Đông thứ 7 trong giáo hội Công giáo, với gần 5.800 tu sĩ, trong đó khoảng 1.000 tu sĩ đang ở trong giai đoạn huấn luyện. Hơn một nửa số tu sĩ của dòng là người châu Á. Dòng hoạt động tại gần 1.400 nhà, với gần 80 nước trên thế giới. Dấn thân trong các lĩnh vực, mục vụ, giáo dục, y tế, tông đồ kinh thánh, truyền thông, công lý và hòa bình, bảo tồn công trình tạo dựng. Tỉnh dòng ngôi lời tại Việt Nam hiện có khoảng 200 linh mục, tu sĩ. Từ tỉnh dòng Việt Nam có 100 linh mục được sai đi làm việc truyền giáo tại nước ngoài. Tổng tu nghị dòng ngôi lời sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 7. Chuyên mục Gương Thánh Nhân. Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Augustino Triệu Vinh, linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa. Tháng 4 năm 1785, Đức cha Jean-Gabriel Thorin Dufresne 1750-1815 thuộc Hội Thừa Sai Paris và là giám quản tông tòa giáo phận Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt và bị giải về Bắc Kinh vì tội dám giao giảng Kitô giáo trên Vương quốc Trung Hoa. Trên đường đi, Đức cha được một nhóm binh sĩ hộ tống. Trong nhóm binh sĩ có một người ngoại giáo tên là Triệu Vinh. Thái độ điềm tĩnh và hiền từ khiêm tốn của vị giám mục thừa sai ngoại quốc đã đánh động sâu xa tấm lòng thành kính của chàng trai Triệu Vinh này. Sau cuộc hành trình đó, chàng Triệu Vinh xin giải ngũ và bắt đầu tìm hiểu học hỏi về Kitô giáo, một tôn giáo mà theo chàng có thể trao ban cho con người sức mạnh vô song, thực thi nhân đức anh hùng. Sau khi được rửa tội với tên thánh Augustino, Triệu Vinh đã không muốn mình chỉ là một giáo dân. Chàng tiến một bước xa hơn, Augustino xin gia nhập chủng viện và sau đó được thụ phong linh mục. Cha Augustino Triệu Vinh được chỉ định coi sóc giáo xứ Quảng Nguyên, cũng thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Cha nhiệt thành giao giảng lời Chúa, ban các bí tích và đưa rất nhiều người ngoại giáo theo Kitô giáo. Cha có chương trình mục vụ rất đặc biệt. Cha lần lượt đi từ làng này sang làng khác. Cứ mỗi lần đến một làng, cha dành ra 3 ngày đầu để giải thích lề luật Chúa, nói về 7 mối tội đầu, về các ân xá và về các bí tích. Cha đặc biệt nói về cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu rỗi nhân loại. Sau cùng, cha Augustino Triệu Vinh ban bí tích rửa tội cho các tân tòng và cử hành thánh lễ cho tất cả các tín hữu Công giáo. Vào cuối năm 1814, cha Augustino Vinh có linh cảm mình sẽ được đổ máu đào để làm chứng cho đạo Công giáo. Cha nói với cha Benedetto Dương: "Giờ tôi đã già lại bệnh tật, nên có lẽ tôi không trốn thoát khỏi cuộc lùng bắt của các binh lính. Xin cha cầu nguyện nhiều cho tôi, xin Thiên Chúa cho tôi ơn can đảm chịu đau khổ để làm vinh danh Ngài." Đầu năm 1815, cha Augustino Triệu Vinh ngã bệnh nặng. Tuy thế, cha vẫn tiếp tục chu toàn nhiệm vụ chủ chăn. Một ngày kia, có người đến mời cha đi kẻ liệt. Dẫu đang ốm liệt giường, cha vẫn nhận lời, nhờ người cáng cha đến nhà người hấp hối. Sau khi ban các bí tích sau hết và bệnh nhân êm ái chút hơi thở cuối cùng,
cha lại lên cáng ra về. Giữa đường, cha gặp nhóm lính đi tuần. Người dẫn đầu tỏ dấu nghi ngờ. Ông ra lệnh chặn cáng cha lại và hỏi: "Ông có phải tín hữu Công giáo không?" Cha Agustino Triệu Vinh điềm tĩnh trả lời: "Phải, tôi là linh mục Công giáo." Lời thú nhận quá tốt và quá đủ để bọn lính ập tới, lôi cha xuống cáng và còng tay cha lại. Cha bị giải về thành đô. Tại đây, cha bị đánh đập tàn nhẫn. Bọn lính tìm đủ mọi cực hình để làm cho cha nản lòng và bỏ đạo. Nhưng cha Giả Vinh vẫn kiên vững như đá. Bọn lính tức giận hét lớn: "Sao Chúa của ông không xuống đây để bảo vệ ông?" Cha hiền từ trả lời: "Thiên Chúa che chở linh hồn tôi, ban cho tôi đủ sức mạnh, hầu tôi có thể chịu khổ vì Ngài. Các ông là kẻ phàm tục và điên rồ, các ông không thể nào hiểu niềm an bình và hạnh phúc mà Thiên Chúa tuôn đổ vào tâm lòng con người đâu." Nghe cha Agustino Triệu Vinh nói thế, bọn lính càng hăng máu dữ tợn hơn. Chúng giáng xuống thân xác đau yếu và già cả của cha những trận đòn khủng khiếp. Cha yên lặng chịu đựng, không hé môi nói nửa lời than trách. Đánh chán rồi, bọn lính lại lôi cha về phòng giam và bỏ cha nằm đó, thập tử nhất sinh. Dĩ nhiên, cha già Agustino Triệu Vinh không sống được lâu với trận đòn dữ tợn như thế. Ngày 27 tháng Giêng năm 1815, cha êm ái chút hơi thở cuối cùng trong phòng giam, hưởng thọ 73 tuổi, trước khi chính thức nhận bản án tử hình do nhà vua châu phê. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, cha Agustino Triệu Vinh được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tuyên chân phúc, cùng với Đức cha Jean Gabriel Thorin Dufresne và 8 vị tuấn đạo Trung Hoa khác. Chúa Nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2000, trong khung cảnh Đại Năm Thánh 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên 120 vị tuấn đạo Trung Hoa vào sổ bộ các hiền thánh. Đứng đầu danh sách là cha Agustino Triệu Vinh. Danh sách các vị anh hùng này bao gồm 76 giáo dân, một số em thiếu nhi thậm chí mới 7 tuổi, 8 chủng sinh, 24 linh mục và 6 giám mục. Trong số này có 88 vị là người gốc Trung Hoa và 34 vị là các nhà truyền giáo đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng các vị đã nhận Trung Hoa là quê hương của mình. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!